Nếu Tết này mọi người mà đi chúc Tết mà sợ ồn ào quá bằng cái con mô tô phân khối lớn thì hôm nay Bương Khang Mô Tô sẽ quay trở lại với mọi người một cái dàn xe đi chúc Tết thật là hợp lý nha, rất là sang trọng và không kém phần cá tính nha mọi người. Đây là những cái dòng xe Piaggio mà Khang đẩy lên cho mọi người coi nè. Cái dòng xe này Khang đã làm cũng rất là lâu rồi ha. Hồi xưa Khang có cả cửa hàng bán xe Piaggio này luôn nha. Nhưng mà khi mà bắt đầu qua phân khối lớn quá nhiều việc rồi nên vẫn mua bán nhưng mà dẹp luôn cái cửa hàng xe Piaggio và Honda ha. Trước mình có cửa hàng SH rồi bán chuyên bán cái dòng SH với lại Vespa. Thì hôm nay Khang trở lại với lại cái series Vespa GTS và GTV 300cc ha mọi người. Đây, cái con này nãy Khang mới chạy tới nè mọi người. Đó, thì con này Khang sẽ để review cuối cùng nha. Tại vì cái con này là cái con Khang rất là tâm huyết và cũng như là Khang rất là thích con này. Xe này để mình dọn để chơi ha. Bây giờ mình review bắt đầu vô chi tiết nè. Đây là con Vespa Zizoni ha mọi người. Con này nó là từ năm 1951 là nó có một cái lễ hội là tên là Zizoni này luôn. Thì Piaggio Vespa Zizoni nó bắt đầu từ đó nó mới có mặt cái con này nha mọi người. Thì nó là một cái con xe kinh điển luôn. Và cái dòng xe này khi mà Khang chạy ngoài đường á cũng rất là ít người biết nha mọi người. Cứ tưởng là xe độ thôi nhưng mà thật ra cái con này nó là xe Ý và nó thiết kế nó là như vậy luôn nha. Đây là cái con xe phiên bản mới và model mới hoàn toàn nha mọi người. Mới hoàn toàn luôn và cái máy của nó là máy HPE. Máy HPE thì nó được cái gì? Nó rất là êm. Thứ nhất nó rất là êm và nó cải tiến được cái mình thấy ok nhất á, mình thấy tâm đắc nhất á của cái máy HPE này là êm hơn và cái quạt gió nó không có kêu nha. Cái dòng Piaggio này hồi xưa anh em mà đi á mà yêu Vespa giống như mình đi, mình là một người yêu Vespa đi, đi cái xe mà nó đi nó kêu dã man luôn mọi người. Nhất là những cái con mà GTS 300 nè. GTS 300 mà đời 2015, 2016, 2017, cái máy mà máy qua xa á mọi người, cái máy mà nó kêu hơi lớn lớn xíu á, đi rất là quải nha. Thì khi mà bắt đầu qua cái máy iGet này nè mọi người. Trời ơi, đi nó mình nói thiệt luôn à, đi không thua gì SH nha mọi người. Không thua gì SH luôn. Đi cực kỳ phê, mạnh, tiết kiệm xăng nữa. Mà khi mà nó nóng lên nó cũng không kêu quạt gió nha. Cái quạt gió hồi xưa đi á, trời đi giống như là nó kêu như xe tăng á. Đi tới ngã tư ai cũng nhìn nó ngại gần chết luôn. Rồi ốp lấy gió, rồi ba ga sâu, tựa lưng, cái chân boe, những cái đồ cần thiết khi mua một con Piaggio ha. Thì khi mà mua một cái xe trơn á thì mọi người về mọi người vô đồ chơi á, linh ta linh tinh này mình nói thật là nó cũng hơn chục triệu nha mọi người mới đi được nha. Đây một cái chân đồ chơi nè thì rất là ngon nha. Rồi thì ở đây có mấy xe nữa, ở đây có con Piaggio nữa nhưng mà con này thì phân khúc nó chỉ có 125cc thôi nhưng mà nó lại mắc gấp 10 lần mấy con này mọi người. Con này thì bữa mình có đăng lên, đợt trước mình đăng lên bán thử thôi nhá, thôi mình nói mình bán 1 tỷ đồng thì mọi người nói mình hơi khùng quá, Khang ơi xóa bài đi nên thôi mình không có review con này nữa nha. Con này để dân show đồ chơi thôi. Hôm nay Khang về được 3 xe ha. 3 xe ở đây là có đều động cơ HPE luôn. Một con là GTS 300. Đó, màn hình full digital rất là đẹp nha cả nhà. Bé này là đời 2019 nha cả nhà. Mẫu nó mới vừa ra luôn ha. 2019 là cái đợt đầu luôn. Con này đã được custom lại xíu rồi ha. Lên đồ chơi chút xíu. Đèn xi nhan trước sau. Cái đèn trước nó là 2 tầng luôn nha cả nhà. Đây. Bộ đèn rất là đẹp ha. Thì con này mình đề xuất giá nó chỉ quanh quẩn khoảng 100 chai thôi nha mọi người. 100 chai mình sẽ tặng hết đồ chơi cho mọi người luôn. Và cái điều đặc biệt của con này nữa là nó chỉ một đề chủ thôi nha. Một đề chủ và đã được custom lại theo cái màu là gọi là màu đen á mọi người. Và nó có thêm cái sọc này, nhìn nó thái cấp hơn cái xíu. Cái sọc này cũng đơn giản ha, mọi người thích màu gì, thí dụ phong thủy mọi người là màu đỏ hoặc là màu vàng gì đó, màu xanh thì mình có thể custom lại cho mọi người luôn nha, rất là đơn giản. Đây, động cơ rất là êm cả nhà, rất là êm luôn. Đi rất là ngon ha. Thì cái dòng xe Piaggio sau này cũng giống như những cái xe cao cấp sau này là đều không có đèn ha. Thì con này không có chế công tắc đèn vô đây nhưng mà lại khoét một cái lỗ nhỏ ở đây nha mọi người. Mọi người tắt mở đèn thì ở đây ha. Bình cũng rất là ok, điện đóm rất là ok ha. Cốp để cũng được khá nhiều đồ. Đây. Đó. Thì con này thật ra là mấy cái xe mà mình mua mình đi nhiều mọi người. Mấy con này là thật ra là mình hay đi, mình đi mình cà phê pháo, mình thích di chuyển ở thành phố bằng xe tay ga mà xe nhỏ nha. Mình cũng không có đi mô tô quá nhiều cho thành phố tại vì
nhiều khi là khách hàng đợi hoặc là uống cà phê gì đó mình gần gần mình lấy xe mình đi luôn. Thì cái con này là cái con mình đi nè, và cái con này ha, hai con là xe mình đi rồi. Con này mình đề xuất nó chỉ quanh quận khoảng 100 cha nha, mọi người quan tâm có thể vô web của mình coi thử nha mọi người, mình đã cập nhật chi tiết trong đó rồi. Đây là con Vespa Zizoni nha mọi người, kinh điển của dòng Piaggio luôn ha. Thì cái dòng Piaggio này mình làm lâu lắm rồi mọi người, nhưng mà sau một thời gian á thì cái máy, khi mà cái máy iGet nó phát triển á, thì mình bắt đầu mình qua mình chơi lại những cái con Zizoni này nha. Nó là rất là giống GTS, nhưng cái phần đầu này nó rất là đặc biệt nha cả nhà, rất là đặc biệt. Mình thích nhất là cái phần đầu này nè, ở trên đây nó không có đèn ha, và nó là ghi đông trần. Đây cái ghi đông trần nè mọi người, rất là classic luôn ha. Đợt này mình về được tổng cộng là 3 xe này ha. Thì một xe mình đã bán rồi, một xe thì mình đã bán rồi. Sẵn ở đây mình có 2 xe thì mình sẽ review và báo giá sơ cho mọi người coi ha. Còn xe này nó có gì hay ha. Thì cái động cơ mà 300 phân khối á của cái dòng này á, hồi trước nó rất là dở mọi người. Đi á, cái nước nó kêu hơi bị lớn nha. Thì bây giờ hiện tại là nó đã thay đổi rồi, và nó đi nó đỡ kêu hơn rất là nhiều nha mọi người. Bao tay đồ chơi ha, kính một ô tô gắt ghét, kính gió nè. Rồi, mâm là mâm xin nguyên khối nha. Thì tất cả các dòng xe cao cấp sau này á, nó đều là ABS nha cả nhà. Rất là an toàn ha, và traction control nó cũng có ha. Đồng hồ là đồng hồ full LED. Cái mâm này là mình vừa vô sau này nha. Cái mâm này là mâm CNC nguyên khối. Đây, maroon nè mọi người. Lớp thì mình cũng mới vừa thay luôn. Xe hơi dơ chút xíu, mọi người coi đỡ với mình nha. Rồi, có cái này mình mới vô nè cả nhà ơi. Đây, cái bô remote nha. Slip-on, dành riêng cho dòng này luôn. Nghe phê, hay. Không hao xăng lắm. Thật sự xăng thì mình cũng không để ý lắm, nhưng mà mình thấy là nó cũng không có gọi là quá hao so với lại cái xe bình thường ha. Mình đi mình thấy mình đổ xăng cứ 100 nghìn mình đi chắc được một tuần á, di chuyển từ cửa hàng này qua cửa hàng kia thôi ha. Rồi để mình để máy thử cho mọi người coi nè. Khoe cái bô remote mới vừa gắn vô, mình lên cái chìa 946 luôn nha. Đây, xe này thì 3 chìa lận nha mọi người. Cái chìa này mình gắn thêm đó, độ từ cái phôi chìa của 946 nha, thì rất là đẹp. Đi nghe kéo cũng khá là hay mọi người. Mọi người phải ở ngoài mọi người mới nghe được cái lực của nó nha. Đây, cái đèn nè mọi người. Đèn này cũng là đèn đồ chơi luôn nha. Đèn này cũng là đèn đồ chơi nha, chứ không phải là đèn zin nha. Đèn này mình upgrade lên cho nó sáng với lại nó đẹp hơn nha mọi người. Đó, nhìn dàn chân rất là đẹp nha. ABS đầy đủ hết, chạy rất là êm. 300cc, nếu mà mọi người đã chán, quá chán với lại những cái dòng SH300 hay là 350 đi ngoài đường đụng hàng nhiều á, thì mọi người chuyển qua mọi người thử trải nghiệm dòng này cũng được ha. Mình có thể bán và hỗ trợ bao quay đầu cho mọi người chơi thoải mái luôn. Có cần hỗ trợ bảo hành hay bất cứ vấn đề gì, ABCD Vương Cang hỗ trợ hết. Và bên mình có hỗ trợ nhận đổi xe lên dòng khác, cũng như là thu lại xe cho mọi người. Nên cứ yên tâm mà chơi. Và mình có hỗ trợ làm bằng lái A2 luôn nha. Mọi người có cần làm bằng lái A2 thì cứ nhắn mình sẽ hỗ trợ làm cho mọi người. Làm chính ngạch nha, chứ không phải làm dạng như là đưa tiền xong rồi mấy bữa có cái bằng giả đâu. Cái này của mình là làm là đi thi đàng hoàng nha. Thì mọi người cần gì đó thì cứ liên hệ chi tiết với mình ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.